Bệnh nhi này 12 tuổi nhưng không may bị mắc bệnh thủy đậu kèm xuất huyết. Tình trạng nặng nên đang được bác sĩ theo dõi tích cực. Theo người nhà cho biết, bệnh nhi bắt đầu có những nốt đen xuất hiện trên đầu, sau đó lan dần cơ thể và mệt mỏi nên gia đình nhanh chóng cho bệnh nhi nhập viện. Đầu tiên là bé bị nổi những cái vết bầm, xong cái nhập viện và xét nghiệm thì ra là bé bị nhiễm xuất huyết giảm tiểu cầu. Xong rồi xét nghiệm sâu hơn thì là bị thêm cái lupus. Xong rồi khi mà nhập viện vì cái thủy đậu này là do trên mặt nổi mấy cái cục, nó ra những cái hạt như hạt đậu trên mặt rồi đó. Xong rồi cái mới lên mạng tìm hiểu, xong rồi cái là xin cho bé nghỉ học rồi nhập viện luôn. Còn bệnh nhi hơn 1 tháng tuổi này cũng mắc thủy đậu. Nguyên nhân được gia đình chia sẻ là bệnh nhi bị lây từ mẹ sang con. Bắt đầu xuất hiện những nốt ban đỏ, gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhi đến bệnh viện để điều trị. Lúc bé sanh về rồi, không có bị gì trơn luôn á. Rồi cái thời đau được cỡ 1 tháng á, cái mẹ nó bị nổng mục đĩa đậu á. Cái hỏi có cái gì cách ly bé không? Cái bác sĩ Gò Dầu á nói là không có cách ly, về cho bú rồi bình thường, gần bé bình thường. Mà tới thời lúc gần rồi xong là mẹ nó hết rồi tới bé bị. Thời điểm sau mùa cuối năm, bệnh thủy đậu tấn công nhiều bệnh nhi. Tại bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều ca nhập viện trong bệnh cảnh nặng như viêm phổi, điều trị kháng sinh tích cực, thậm chí có ca xuất huyết. Còn ở khu vực ngoại trú, mỗi ngày tiếp nhận từ 3 đến 5 ca khám và điều trị. Hầu như khi hỏi lại đó thì tất cả các ca này nó có hai cái nguồn lây. Một cái nguồn lây thứ nhất là từ gia đình có người là bị thủy đậu, và đa số những người trong nhà này họ quên đi, họ không có chích ngừa thủy đậu. Sau cái mùa dịch Covid đó thì họ quên cái việc chích ngừa. Cái thứ hai là những đứa trẻ nhỏ này của mình đó, họ cũng chưa có được chích ngừa nữa, vì vậy mà nó rất là dễ bị nhiễm thủy đậu. Cũng theo các chuyên gia, đặc biệt những trẻ có bệnh lý nền như ung thư, máu ác tính, khi không may mắc bệnh thủy đậu sẽ nằm viện nhiều hơn, thời gian điều trị kéo dài, dẫn đến chi phí điều trị tăng cao. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo dù là người lớn hay trẻ em đều có khả năng mắc bệnh thủy đậu, nên quan trọng nhất là tiêm phòng vaccine thủy đậu đầy đủ để phòng bệnh.